Thì mình ra mình quay cái chậu chậu dâu tây này hôm trước mình mua ở chợ ở Home Depot nè, thì nó có trái rồi đó, trái li ti, nhiều trái nhỏ nè. À, thấy cái một trái này nó hơi to xíu. Wow, dễ thương quá à. Đây có mấy trái nữa nè, quay gần lại cho bạn coi. Thì phía sau nhà mình nó có cái hồ đó, nên lúc mà mình vừa nói mà vừa quay á là sẽ nghe cái tiếng nước nó chảy, nước nó sẽ chảy nghe ồn lắm. Mà kệ, bên đây là cái chậu bông Hansi. Trời ơi, trời mát đó nên cái bông hôm nay nó to ghê luôn. Bạn coi đó, đẹp chưa, trời mát và bông hoa nở rất là đẹp. Còn hôm bữa mình mua hai chậu, bên đây là cái chậu này thì nó cũng có trái luôn và đang ra hoa nhiều nữa. Đây là hoa của strawberry. Đây là một chùm có trái. Để mình coi. Rồi bên đây cũng có thêm vài trái nữa. Dễ thương chưa? Ồ. Đây, hai chậu nữa. Cái tên đây cưng quá đi, quay lại trái này. Wow, đẹp hả. Bây giờ mình sẽ qua bên đây mình quay cái cây hoa hồng. Hôm nay nó nở quá trời hoa luôn, đẹp ghê. Đây các bạn thấy chưa, hoa hồng này hôm trước mình có làm cái video mà nhưng mà nó chưa có nở hoa, thì hôm nay nó có nở hoa, dễ thương hoa của nó. Để mình lấy cái tháp này. Đây cái cây này là Big Mom à, tên của cái cây hoa hồng này. Nó rất là sai hoa luôn, mỗi lần nó nở là nhiều hoa đó các bạn. Trời mát nên hoa hồng nở rất là đẹp, nở đúng cái form của nó luôn, đẹp ha. Là cái này nó mới nở, cái mới nở chưa có lớn, chưa có nở hết. Còn cái bông này là nở hết rồi nè, đó bông này nở hết rồi, dẫn nó qua mình. Bông này nở hết là nó to như vậy nè, mình kéo nó xuống ha. Các bạn coi, đó, nó bông màu tím. Đây là nó đã nở hết rồi đó. Còn cái cành này là chưa, nó chỉ mới hé hé thôi. Dễ thương, nhìn đẹp ghê luôn các bạn ơi. Nhìn mê luôn đó. Sẵn vậy mình qua đây mình quay cái cây này luôn. Cái này hôm bữa giờ nó nở, cái bông này nở cũng mấy ngày rồi, nó sắp tàn rồi. Mà những cái bông này nó đẹp ghê ha. Đây, cái bông của nó đây, có sọc 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 luôn. Mà hôm nay nó sắp tàn rồi, nên nó xấu. Xuống đây mình quay cho các bạn coi cái bụi hoa 10 giờ
đây, đây là hoa 10 giờ, quá đẹp. Nó cái tên nó là hoa 10 giờ nhưng mà cái màu nó là peppermint. Hoa 10 giờ màu peppermint. Hôm nay trời mát đó. Mấy hôm nay trời mát nên nó nở hoa quá trời đẹp luôn. À, dưới đây mình cũng có thêm cái hoa fancy. Fancy này nè, họ nó nở quá trời đẹp luôn. Hôm nay nó có nhìn mê luôn đó. Mè. Cây này là cây cây hoa hồng này đó. Nó có mấy cái nụ, hôm trước nó mới nở bông. Mới nở bông xong rồi. Đây, bông nó tàn rồi. Bông tàn. Rất đẹp. Nở mấy hôm trước nhưng mà nó bông tàn rồi luôn. Qua đây mình quay cái vàng mướp nè. Trời ơi, cái vàng mướp mùa này nó còn trái nữa nè các bạn. Trái nè, dễ thương chưa. Ôi trời, mình quay cái trái to cùng. Trái mướp khổng lồ. Nó già rồi. Chắc mình để dành, mình làm giống. Ôi trời. Đây, trên kia có thêm một trái nữa kìa. To ghê luôn. Bên phía này có thêm một trái nữa. Mùa này nhà mình vẫn còn mướp để ăn đó các bạn. Nó còn ra hoa nè. Dễ thương. Trên kia, phía trên đó cũng có thêm vài trái mướp để mình xin ra. Wow. Mướp này nó không có thích leo lên vàng mà nó thích leo lên mấy cái cây cao cao á. Nó lên trên cao thì nó có trái nhiều hơn. Qua đây mình quay luôn cái cây tắc, trái nó chín nè. Cây tắc. Đây là một trong những cái cây của mình mà có nhiều trái nhất luôn trong năm nay. hôm bữa mình đếm là nó khoảng 30 trái tắc á. Và hôm trước có cô em tới hái hết 10 trái rồi. Nên hôm nay chỉ còn lại chắc khoảng 20 trái thôi. Đây, nguyên chùm đây. Quay gần cho các bạn xem cái trái tắc vàng chín rồi đó. Tắc này là mình chỉ hái vô mình làm nước tắc uống cũng ngon. Quay nữa, một trái nữa, mình có trái nữa to đó. Đây là cây ớt hôm trước của mình đó. Bây giờ nó vẫn còn trái nha, nhưng mà lá của nó là bị vàng rồi. Lá bị vàng cũng còn nhiều trái lắm. Rồi mình tính là vài bữa là mình nhổ nó để dọn cái bụi này luôn. Bụi này hơi tùm. Mà ngắm cây tắc tiếp. Nhìn mê quá. Mê lắm, mê. Thấy chừng lắm. Không nở hái luôn. Dễ thương quá. Và sẵn tiện hôm nay mình rảnh thì qua đây thăm mấy cái bụi cải keo
Để keo nè, bữa mình gieo từ hạt đó, mà hôm nay nó to rồi nè, dễ thương chưa, nó xoăn 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 nè, nó kêu bẫy gì ta, là cải xoăn đó, đây, cải xoăn, dễ thương chưa, nó có mấy bụi, bên đây thì nhỏ hơn, bên kia có một bụi cải xanh, không biết nó tự nhiên nó mọc bên đó đó. Là khoảng mùa mấy tháng trước mình gieo hạt cải xanh ở đây nè, mà cây nó không tốt nên mình nhổ bỏ, tự nhiên hôm nay nó mọc lên được bụi cải xanh. Bên kia đó, bên này các bạn thấy có cái trái dưa gan, ở đâu có một trái dưa gan. Còn bên đó là bụi rau muống. Rau muống bây giờ là nó không có phát triển nữa, trời lạnh rồi nên nó cứ còn nhỏ nhỏ như vậy hoài, để vài bữa nữa mình cắt mình đem vô mình ăn luôn, xong mình dọn dẹp bên bụi rau muống đó cho nó sạch. Còn bên đây là mấy cái bụi xà lách đó, hôm trước mình gieo từ hạt đó, mấy cái video gì trước mình có quay là nó còn nhỏ xíu à, hôm nay các bạn coi nè, nó thành từng bụi luôn đó, chắc sắp ăn được rồi. Xà lách mình chưa có tưới nước gì hết, tại vì ở phía sau có cái hồ đó nên mỗi sáng ra là cây cối nè, nó bị đọng nước lại đó. Xà lách cái bụi này sao nó hơi khác hơn ha, nó xoăn nè. Để chút xíu mình qua bên kia mình quay cái chậu xà lách son, coi nó lớn như thế nào rồi. Xà lách. Rồi bên đây cái chậu xà lách son nè, hôm trước chậu bên đây là gieo từ hạt, hôm nay đó nó phát triển ghê chưa, và wow, nó xanh mướt luôn á các bạn coi. Đây quá đã chưa, xanh tươi luôn mà còn non lắm. Ôi trời, không biết khi nào cắt vô ăn đây. Quá thích, nhìn mê luôn. Xà lách son quá mê. Và đây là hai cây táo tàu, hai cây táo tàu nè, táo chuchubi mình ươm từ hạt nè, xong nó lên được hai lá rồi các bạn, mừng quá trời mừng luôn á. Tại mấy cái cây táo này khó kiếm lắm, mình nghe nói là ít có người bán nên không biết kiếm mua ở đâu, nên hôm trước mình mua táo mình ăn đó, xong mình giữ lại cái hộp, xong mình đập cái vỏ cứng bên ngoài, mình lấy cái hộp bên trong của nó đó, xong mình gieo xuống nè. Như này hôm nay nó lên nè, không quay gần rồi cho các bạn coi. Nó lên được mấy lá rồi nè, là cây táo chuchubi. Táo loại này ngọt lắm, táo tàu chuchubi. Một cây bên đây, ôi trời, cái con gì nó có cắn cái lá của mình rồi nè, để dẹp đi chỗ khác thôi. Đây là cây ổi, năm nay chỉ có một trái ổi duy nhất thôi. Hello, trái ổi này, ổi nhìn dễ thương quá đi. Các bạn thấy chưa, nó to. Hôm trước là mình mua cái ổi này nó nhỏ lắm, mua ở chợ Lowe's á, người ta nói là nó để là Mexican guava, là ổi mễ đó. Ở mấy sao nó to ghê nè, nhìn dễ thương quá trời luôn. Quay gần coi nè, trời nhìn thấy mê luôn á các bạn. Đây mình quay cái cây ổi này. Đây cái ổi của mình đó, hôm nay có một trái duy nhất thôi. Rồi xuống cái trái đó,
khoe. Đây là cây cà chua. Cây cà chua này mới đậu được có một trái đây. Cà chua này nó... Trời ơi, một trái nhỏ nhỏ thấy xinh xinh. Cây này thì không thấy, chưa có trái. Hôm nay tranh thủ dậy sớm mới ra đây quay cho các bạn coi cái vườn nhà mình hiện tại chỉ có nhiêu đó trái thôi mà nhìn mê lắm, ngày nào cũng phải chạy ra ngắm tới ngắm lui á.